Vì chúng sinh căng cường, khó điều, khó phục, Bồ Tát sử dụng từ bi hỷ xả, bốn vô lượng tâm để điều phục. Sau đó lại dùng bố thí ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ, khiến cho chúng sinh phát Bồ Đề tâm cầu vô thượng đạo. Bồ Tát luôn luôn xin tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, chưa từng ngừng nghỉ, lại thị hiện bất khả thuyết thân sắc tướng, không có khi nào đoạn tuyệt. Tại sao phải như thế? Là nguyên nhân gì? Đưa ra một ví dụ giống như đốt lửa. Phàm là có vật làm duyên để đốt cháy thì trong lúc đó lửa cháy lên không ngừng. Đại Bồ Tát cũng là như thế, quan sát chúng sinh giới, pháp giới, thế giới giống như hư không chẳng có bờ mé, cho đến có thể ở trong khoảng một niệm đến chỗ chư Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Ở chỗ mỗi vị Phật vào bất khả thuyết nhất thiết trí đủ thứ pháp khác biệt, khiến cho bất khả thuyết cõi chúng sinh xuất gia vì đạo sinh tu căn lành, rốt ráo thanh tịnh, khiến cho bất khả thuyết Bồ Tát chưa quyết định nơi hạnh nguyện Phổ Hiền, được quyết định an trụ môn trí huệ Phổ Hiền, dùng vô lượng phương tiện vào bất khả thuyết ba đời, kiếp thành trụ huệ rộng lớn khác biệt. Nơi bất khả thuyết cảnh giới thế gian thành trụ huệ khác biệt, sinh khởi bấy nhiêu đại bi đại nguyện, điều phục vô lượng tất cả chúng sinh đều khiến không sót thừa. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát này muốn độ thoát tất cả chúng sinh tu hạnh Phổ Hiền, sinh trí huệ Phổ Hiền, đầy đủ hết thảy hạnh nguyện Phổ Hiền. Đại Bồ Tát cũng là như thế, hay quan sát nhân duyên chúng sinh giới, hay quan sát pháp giới, hay quan sát thế giới, giống như hư không chẳng có bờ mé, cho đến có thể ở trong khoảng một niệm, đến đạo tràng của chư Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật, vào bất khả thuyết pháp môn nhất thiết trí, đủ thứ pháp khác biệt, hay khiến cho bất khả thuyết cõi chúng sinh xuất gia tu đạo, tinh tấn, siêng năng tu tập căn lành, rốt ráo đắc được thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào, hay khiến cho bất khả thuyết Bồ Tát đối với hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu, người chưa quyết định nơi hạnh nguyện Phổ Hiền, thì đắc được trí huệ quyết định để tu hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, an trụ môn trí huệ Phổ Hiền, dùng vô lượng pháp môn phương tiện khéo léo vào bất khả thuyết ba đời, kiếp thành trụ huệ rộng lớn khác biệt. Nơi bất khả thuyết cảnh giới thế gian thành trụ huệ khác biệt, sinh khởi bất khả thuyết tâm đại bi và tâm đại nguyện, điều phục vô lượng vô biên tất cả chúng sinh, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được giải thoát, chẳng có một chúng sinh nào mà không được độ. Tại sao? Vì vị Đại Bồ Tát này muốn độ thoát tất cả chúng sinh, đều khổ được vui, cho nên tu hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, sinh ra trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ hết thảy tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Do vậy các Bồ Tát phải ở nơi giống loại như vậy, cảnh giới như vậy, oai đức như vậy, rộng lớn như vậy, vô lượng như vậy, không thể nghĩ bàn như vậy, chiếu sáng khắp như vậy, tất cả chư Phật hiện tiền trụ như vậy, để tất cả Như Lai hộ niệm như vậy, thành tựu căn lành thuở xưa như vậy, trong tam muội tâm vô ngại, chẳng động như vậy, siêng năng tu tập, lìa các nhiệt não, chẳng có mỏi nhàm, tâm chẳng thối chuyển, lập trí thâm sâu, dũng mãnh chẳng sợ, tùy thuận cảnh giới tam muội và trí địa khó nghĩ bàn, chẳng nương văn tự, chẳng chấp thế gian, chẳng thủ lấy các pháp, chẳng khởi phân biệt, chẳng nhiễm trước việc đời, chẳng phân biệt cảnh giới. Vì vậy cho nên tất cả các Bồ Tát phải đối với nơi giống loại như đã nói ở trước, cảnh giới như đã nói, oai đức như đã nói, nguyện lực rộng lớn, vô lượng, pháp môn, cảnh giới không thể nghĩ bàn, trí huệ quang minh Phật pháp chiếu sáng khắp, tất cả chư Phật thị hiện trụ nơi ba đời như vậy, để tất cả chư Phật hộ niệm và gia trì như vậy. Thành tựu căn lành thuở xưa như vậy, tâm Bồ Tát không chướng không ngại, ở trong tam muội bất động như vậy. Siêng năng tu tập, pháp môn hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu tập, phải lìa khỏi tất cả nhiệt não, chẳng có khi nào mệt mỏi và nhàm chán. Bồ Tát vì pháp, tâm chẳng thối chuyển, đập xuống trí nguyện thâm sâu, dũng mãnh, tinh tấn, tâm chẳng sợ hãi mà được an vui, tùy thuận cảnh giới tam muội vào trí địa không thể nghĩ bàn. Tức cũng là chứng nhập quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát chẳng nhất định y chiếu theo văn tự để tu hành, chẳng chấp trước vào tất cả pháp hữu vi thế gian, cũng chẳng thủ lấy tất cả pháp nhiễm ô thế gian, cũng chẳng sinh khởi tất cả tâm phân biệt, cũng chẳng nhiễm trước tất cả việc đời, cũng chẳng phân biệt tất cả cảnh giới. Nơi các pháp trí chỉ nên an trụ, không nên so lường, tức là gần gũi nhất thiết trí ngộ hiểu Phật Bồ Đề, thành tựu pháp quang minh tí cho tất cả chúng sinh căn lành ở trong cõi ma, cứu chúng sinh thoát khỏi, khiến cho họ được vào cảnh giới Phật pháp, khiến cho không bỏ đại nguyện siêng quán đạo xuất thế,
thêm rộng cảnh, thanh tịnh, thành tựu các độ, nơi tất cả chư Phật sinh tin hiểu thâm sâu, thường phải quán sát tất cả pháp tánh, không lúc nào tạm bỏ. Bồ Tát đối với tất cả các pháp và nhất thiết trí, phải an trụ ở trong đó, không nên so lường. Pháp rốt ráo có bao nhiêu, trí rốt ráo có bao nhiêu, không thể sinh tâm phân biệt, nghĩa là gần gũi nhất thiết trí huệ. Ngộ hiểu Phật Bồ Đề giác đạo, thành tựu pháp trí huệ quang minh, sau đó bố thí cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ căn lành tăng trưởng. Đối với chúng sinh ở trong cõi ma, phải cứu họ thoát khỏi biển phiền não, nước sâu lửa nóng, khiến cho họ được vào cảnh giới Phật Pháp. Trước khi chúng ta chưa xuất gia, Pháp Bồ Đề Tâm đều làm quyến thuộc của ma vương, làm việc gì cũng đều có quan hệ với ma, ví như ích kỷ lợi mình, đố kỵ chướng ngại, tranh luận đệ nhất, nói thị phi, đều bị ma chỉ huy. Cho nên nói chúng sinh là quyến thuộc của ma, nếu tu hành thì sẽ thành Phật, nếu không tu hành, tức là chúng sinh. Đây là hai con đường giữa ánh sáng và đen tối do chúng sinh tự mình lựa chọn. Cứ hưởng thụ tài sắc, danh, ăn và ngủ, nằm dục thì vĩnh viễn làm chúng sinh. Nếu xuất gia tu đạo, chỉ cần sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, thì thẳng đến cảnh niết bàn ở bên kia. Bồ Tát có tâm từ bi, từ trong cảnh ma cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm được giác ngộ, chứng được cảnh giới Phật Pháp, khiến cho tất cả Bồ Tát và phàm phu không xả bỏ đại nguyện đã phát, siêng năng quán sát con đường thoát khỏi ba cõi, tăng trưởng cảnh giới thanh tịnh rộng lớn, thành tựu 10 pháp môn ba la mật. Đối với pháp của 10 phương ba đời, tất cả chư Phật đã nói, phải sinh tâm tin hiểu thâm sâu, phải thường quán sát tự tánh của tất cả các pháp, không lúc nào không quán sát. Nên biết thân mình và các pháp tánh thảy đều bình đẳng, phải hiểu rõ việc làm của thế gian, chỉ bày cho họ trí huệ phương tiện đúng như pháp. Phải thường tinh tấn, không có ngừng nghỉ, nên quán thân mình, căn lành kém ít, nên siêng năng tăng trưởng các căn lành cho họ, nên tự mình tu hành đạo nhất thiết trí, nên siêng năng tăng trưởng cảnh giới của Bồ Tát, nên thích gần gũi các thiện tri thức, nên cùng ở với người đồng hành, đừng nên phân biệt Phật, đừng nên xả lìa niệm. Nên thường an trụ pháp giới bình đẳng, nên biết tất cả tâm thức như huyễn, nên biết thế gian các hành như mộng, nên biết nguyện lực xuất hiện ra đời của chư Phật giống như hình bóng, nên biết tất cả các nghiệp rộng lớn giống như biến hóa, nên biết lời nói thảy đều như tiếng vang, nên quán tất cả các pháp như huyễn, nên biết tất cả pháp sinh diệt đều như âm thanh, nên biết chỗ đến của tất cả cõi Phật đều không thể tánh, nên tự hỏi Như Lai về Phật Pháp mà không sinh tâm mệt mỏi, nên vì khai ngộ tất cả chúng sinh thế gian mà siêng năng dạy bảo không xả bỏ chúng sinh, nên vì điều phục tất cả chúng sinh, biết thời thuyết pháp mà không ngừng nghỉ. Nên biết thân thể của mình và tự tánh của các pháp thảy đều bình đẳng, nên mình bạch hiểu rõ việc làm của thế gian, chỉ bày cho họ pháp chân thật, pháp trí huệ phương tiện. Phải thường tinh tấn học tập Phật Pháp không có ngừng nghỉ, nên quan sát thân mình, thuở xưa tu căn lành rất ít, nên xin tăng trưởng tất cả căn lành, chẳng những khiến cho mình tăng trưởng căn lành mà cũng khiến cho họ căn lành tăng trưởng. Nên tự mình tu hành đạo nhất thiết trí, cũng nên khiến cho họ tu hành đạo nhất thiết trí, đó là tư tưởng của Bồ Tát. Do đó, tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, tư tưởng của Tiểu Thừa là tự giác chẳng giác tha, tự độ chẳng độ tha, tự lợi chẳng lợi tha, đó là tác phong của Tự Liễu Hán. Nên siêng năng tăng trưởng cảnh giới của Bồ Tát, nên yêu thích gần gũi tất cả thiện tri thức, nên cùng tu hành với thiện tri thức mà ở với nhau, đừng nên phân biệt tất cả chư Phật, đừng nên xả lìa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nên thường an trụ trong pháp giới bình đẳng, nên biết tất cả tâm thức đều hư vọng như huyễn như hóa, nên biết thế gian tất cả các hành không chân thật như mộng như bọt nước. Nên biết chư Phật xuất hiện ra đời đều vì nguyện lực đã phát ra trong quá khứ giống như hình bóng, nên biết tất cả các nghiệp rộng lớn giống như biến hóa, nên biết lời nói đều như tiếng vang, nên quán tất cả các pháp như huyễn không thật, nên biết tất cả pháp sinh diệt đều như âm thanh, hốt có hốt không, nên biết chỗ đến của tất cả cõi Phật đều chẳng có một thật thể, nên thử hỏi pháp mà Phật đã nói không sinh tâm mệt mỏi, nên vì khai ngộ tất cả chúng sinh thế gian, siêng năng dạy bảo không xả bỏ chúng sinh, nên vì điều phục tất cả chúng sinh, biết lúc nào vì chúng sinh thuyết pháp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tóm lại, tùy thời tùy lúc vì chúng sinh thuyết pháp, do đó quán căn cơ chúng sinh vì người thuyết pháp. Nhìn lại đoạn kinh văn này, chúng ta người tu đạo phải triệt để phản tỉnh lại. Có phải hàng ngày ý chiếu theo Phật Pháp tu hành, có tâm đại công vô tư chăng, có tâm ích kỷ chăng, những gì chúng ta làm mỗi ngày là lợi ích chúng sinh
hay là lợi ích chính mình phải kiểm thảo triệt để lại xem. Nếu muốn lợi ích chúng sinh, thì lợi ích chúng sinh như thế nào? Có phải mỗi ngày khởi vọng tưởng lợi ích chúng sinh? Có phải mỗi ngày tìm người nhiễu loạn họ để lợi ích chúng sinh? Mỗi ngày điên điên đảo đảo chẳng nhận ra được mình sai. Mỗi ngày cầu cầu thả thả chẳng chịu thành thật tu hành. Như vậy có thể lợi ích chúng sinh chăng? Chẳng hồi quang phản chiếu, chẳng trở về cầu nơi chính mình. Như vậy có thể lợi ích chúng sinh chăng? Những chỗ này phải đặc biệt chú ý. Nếu mỗi ngày chuyên vì mình mà tính toán thì sẽ lỗ vốn, giống như buôn bán phải làm cho tiền vốn có lời. Nếu như chuyên làm việc lợi ích cho người khác mà không lợi mình, như vậy thì sự làm ăn đức hạnh càng ngày càng phát triển. Chúng ta học Phật Pháp chỉ có một phương pháp, đó là cước đạp thật địa, thành thật tu hành. Phải biết mình từ vô thủy đến nay vì có tâm tham sân si, cho nên tu hành một chút cũng không có sự thành tựu. Nếu tâm nhiễm ô quá nặng, tâm thanh tịnh quá nhẹ thì tu đến thuở vị lai cũng không thể thành công. Cho nên phải tu hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền chẳng có tư tưởng ích kỷ, chẳng có hành vi ích kỷ. Nếu như dùng tà tri tà kiến để chi phối hành vi của mình, ngày ngày chướng ngại người khác tu hành thì nhất định sẽ đọa vào địa ngục vô gián, vĩnh viễn không ra khỏi. Hy vọng mọi người phải đoàn kết nhất trí, phải hòa bình với nhau, dùng tâm thành đối đãi với nhau, dùng đức cảm hóa. Chúng ta đều là người có nhân duyên mới có thể cùng ở một chỗ học tập tu hành Phật Pháp. Đây là căn lành đã gieo xuống nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mới không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc tịch. Mọi người cùng nhau hòa thuận, chuyên tâm cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp, tụng kinh trì chú, tham thiền đà tọa. Do đó, bốn biển đều là huynh đệ. Cũng có thể nói, toàn thế giới đều là người một nhà, ai ai cũng quan niệm như vậy. Lấy Đức Phật Thích Ca làm thầy, chúng ta đều là con cháu của Ngài, thì hà tất phải đấu tranh, tránh sáng đoạt tối, làm tổn thương hòa khí, trở thành kẻ địch. Có câu nói rất là có đạo lý, chẳng nhìn tăng mà nhìn mặt Phật. Mọi người đều là đệ tử của Phật, phải trợ giúp lẫn nhau, chỉ dẫn lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực phát triển Phật giáo, khiến cho rộng lớn đến khắp cùng các nơi trên thế giới, làm cho lòng người hướng thiện, chấm dứt chiến tranh. Mọi người phải sớm tiến về trước, hoàn thành sứ mạng của chúng ta. Phật tử Đại Bồ Tát tu hành hạnh Phổ Hiền như vậy, viên mãn cảnh giới Bồ Tát như vậy, thông đạt đạo xuất ly như vậy, thọ trì pháp ba đời của chư Phật như vậy, quan sát bốn nhất thiết trí như vậy, tư duy pháp không biến đổi như vậy, sáng sảy tăng thượng trí ưa thích như vậy, tin hiểu tất cả Như Lai như vậy, biết rõ Phật lực rộng lớn như vậy, quyết định tâm không chướng ngại như vậy, nhiếp thọ tất cả chúng sinh như vậy. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát thời thời tu hành hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, nơi nơi trợ giúp chúng sinh thành tựu Phật đạo, hay làm viên mãn cảnh giới của Bồ Tát, sẽ thông đạt đạo thoát khỏi ba cõi, sẽ thọ trì pháp của ba đời chư Phật đã nói, thọ nơi tâm chỉ nơi thân, phải tâm miệng như một, nói được thì làm được, đừng có khẩu đầu thiền, nếu nói được mà làm không được cũng chẳng có ích gì. Tóm lại, bất cứ làm những gì đều lợi ích người khác, đó là Phật Pháp, còn làm những gì mà lợi ích chính mình, đó là ma Pháp. Tránh tà hai pháp, do thiện ác để quyết định. Người thiện thì giúp người, còn kẻ ác thì hại người. Tâm ích kỷ tuyệt đối không thể có. Tâm cứu đời, cứu người tuyệt đối không thể không có. Do đó, hy sinh tiểu ngã mà thành tựu đại ngã. Phải có tinh thần như thế thì mới thật là Phật tử. Giống như dùng quan sát trí để quan sát môn nhất thiết trí, để tư duy pháp không biến đổi. Tức cũng là đừng thấy khác mà nghĩ sai lệch, bị cảnh giới chuyển. Sáng sạch trí huệ tăng trưởng căn lành, trí nguyện để tu hành, đắc được cảnh giới khoái lạc, tín ngưỡng, thấu hiểu pháp của tất cả chư Phật nói, để biết rõ Phật có sức lực rộng lớn, để tâm tin quyết định không có sự chướng ngại, để nhiếp hóa, để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu hành hạnh Phổ Hiền đắc được 11 cảnh giới như vậy. Phật tử khi Đại Bồ Tát nhập vào Tam Muội Đại Trí Huệ, chỗ trụ của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, thì mười phương đều có bất khả thuyết cõi Phật, mỗi cõi nước đều có danh hiệu Như Lai, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mỗi danh hiệu đều có chư Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật hiện ra ở trước. Các vị Phật tử, khi Đại Bồ Tát nhập vào Tam Muội Đại Trí Huệ, chỗ trụ của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, thì mười phương đều có bất khả thuyết cõi Phật, ở trong mỗi cõi nước lại có danh hiệu Như Lai, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.
Ở trong mỗi danh hiệu lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khỏi thuyết, bất khỏi thuyết cõi Phật, thầy đều thị hiện ra ở trước Bồ Tát. Ban cho niệm lực của Như Lai khiến cho không quên mất cảnh giới của Như Lai, ban cho tất cả pháp huệ rốt ráo khiến cho vào nhất thiết trí, ban cho biết tất cả pháp đủ thứ nghĩa, quyết định huệ khiến cho thọ trì tất cả Phật pháp nhập vào vô ngại, ban cho Phật Bồ Đề vô thượng khiến cho vào nhất thiết trí, khai ngộ pháp giới, ban cho huệ rốt ráo của Bồ Tát khiến cho đắc được tất cả pháp quang minh, không có các đen tối, ban cho trí bất thối của Bồ Tát khiến cho biết thời phi thời, phương tiện khéo léo điều phục chúng sinh, ban cho biện tài không chướng ngại của Bồ Tát khiến cho ngộ hiểu vô biên pháp diễn nói vô tận, ban cho sức thần thông biến hóa khiến cho hiện bất khả thuyết thân khác nhau, vô biên sắc tướng đủ thứ sự khác nhau để khai ngộ chúng sinh, ban cho âm thanh viên mãn khiến cho hiện bất khả thuyết âm thanh khác nhau đủ thứ lời lẽ để khai ngộ chúng sinh, ban cho sức không luống bỏ khiến cho tất cả chúng sinh hoặc được thấy thân hình hoặc được nghe pháp thầy đều thành tựu không có luống qua, có bất khả thuyết chư Phật thị hiện ở trước vị đại Bồ Tát này, ban cho 10 sức trí huệ. Một, ban cho niệm lực của Như Lai khiến cho không quên mất cảnh giới của Như Lai. Hai, ban cho tất cả pháp trí huệ rốt ráo khiến cho ngài chứng nhập vào nhất thiết trí. Ba, ban cho biết tất cả pháp đủ thứ nghĩa lý, trí huệ quyết định khiến cho ngài thọ trì tất cả Phật pháp nhập vào pháp môn không chướng ngại. Bốn, ban cho Phật Bồ Đề giác đạo vô thượng khiến cho ngài vào nhất thiết trí, khai ngộ pháp giới tất cả chúng sinh. Năm, ban cho huệ rốt ráo của Bồ Tát khiến cho ngài đắc được tất cả pháp quang minh, chiếu phá tất cả đen tối. Sáu, ban cho trí huệ bất thối của Bồ Tát khiến cho ngài biết thời thuyết pháp hoặc chẳng phải thời thuyết pháp, phương tiện khéo léo để điều phục tất cả chúng sinh. Bảy, ban cho biện tài không chướng ngại của Bồ Tát khiến cho ngài khai ngộ thấu hiểu vô biên Phật pháp, diễn nói vô tận diệu pháp. Tám, ban cho sức thần thông biến hóa khiến cho ngài hiện ra bất khả thuyết thân khác nhau, vô lượng vô biên sắc tướng đủ thứ sự khác nhau để khai ngộ tất cả chúng sinh. Chín, ban cho âm thanh viên mãn vô ngại khiến cho ngài hiện ra bất khả thuyết âm thanh khác nhau, đủ thứ lời lẽ khác nhau để khai ngộ tất cả chúng sinh. 10. Ban cho sức không luống bỏ, khiến cho tất cả chúng sinh hoặc được thấy thân hiện Bồ Tát, hoặc nghe được pháp âm của Bồ Tát, thầy đều thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có luống qua, nghĩa là không thể nào không đắc được lợi ích. Tóm lại, phàm là thấy được tướng của Bồ Tát, nghe được pháp của Bồ Tát đều thành Phật đạo. Phật tử vị Đại Bồ Tát đầy đủ hạnh phổ hiển như vậy nên đắc được lực của Như Lai, thành tịnh đạo xuất ly, viên mãn nhất thiết trí, dùng biện tài vô ngại, thần thông biến hóa, rốt ráo điều phục tất cả chúng sinh, đủ oai đức của Phật, thanh tịnh hạnh phổ hiển, trụ đạo phổ hiển hết thuở vị lai, vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, truyền bánh xe pháp vi diệu của tất cả chư Phật. Tại sao? Các vị Phật tử, vì Đại Bồ Tát tu hành như vậy, nên viên mãn đầy đủ hạnh Bồ Tát phổ hiển như vậy, nên đắc được lực của Như Lai gia bị, thanh tịnh đạo xuất ly ba cõi, viên mãn nhất thiết trí, dùng biện tài vô ngại, thần thông biến hóa vô ngại, rốt ráo điều phục được tất cả chúng sinh, đầy đủ đại oai đức của Phật, thanh tịnh hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, trụ đạo của Bồ Tát phổ hiền tu, hết thuở vị lai, vì muốn điều phục tất cả chúng sinh mà truyền bánh xe pháp vi diệu của tất cả chư Phật. Đây là nguyên nhân gì? Phật tử đại Bồ Tát này thành tựu các hạnh, Bồ Tát đại nguyện thù thắng như vậy, là pháp sư của tất cả thế gian, là mặt trời pháp của tất cả thế gian, là mặt trăng trí huệ của tất cả thế gian, là núi chúa tu di của tất cả thế gian, cao lớn vòi vọi, kiên cố bất động, là biển trí không bờ của tất cả thế gian, là đèn sáng chánh pháp của tất cả thế gian, chiếu khắp vô biên liên tục không dứt, vì tất cả chúng sinh khai thị vô biên công đức thanh tịnh, đều khiến cho họ an trụ nơi công đức căn lành. Tùy thuận nhất thiết trí đại nguyện bình đẳng, tu tập hạnh phổ hiền rộng lớn, thường hay khuyến pháp vô lượng chúng sinh, trụ bất khả thuyết tam muội hạnh rộng lớn, hiện đại tự tại. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này, ngài dùng đủ thứ căn lành thành tựu hạnh của tất cả Bồ Tát tu và đại nguyện thù thắng như đã nói ở trước. Ngài thành tựu đại nguyện và đại hạnh là đại pháp sư của tất cả thế gian, là mặt trời pháp của tất cả thế gian, là mặt trăng trí huệ của tất cả thế gian, cũng là mặt trăng mát mẻ, là núi chúa tu di của tất cả thế gian, vì cao lớn vòi vọi hơn hẳn tất cả các núi khác, kiên cố bất động, là biện trí không bờ bến của tất cả thế gian, là đèn sáng chánh pháp của tất cả thế gian, chiếu khắp mười phương vô biên thế giới liên tục không gián đoạn,
vì tất cả chúng sinh khai thị vô biên công đức thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi tất cả công đức căn lành. Tùy thuận nhất thiết trí huệ, tất cả đại nguyện đều bình đẳng, tu tập hạnh Bồ Tát phổ hiền rộng lớn, thường khuyến pháp vô lượng chúng sinh trụ bất khả thuyết tam muội đại hạnh Bồ Tát phổ hiền rộng lớn, thì hiện thần thông biến hóa đại tự tại. Phật tử, đại Bồ Tát này trí huệ như vậy, chứng pháp như vậy, nơi pháp như vậy, suy xét trụ thấy rõ, đắc được thần lực như vậy, trụ cảnh giới như vậy, hiện thần biến như vậy, khởi thần thông như vậy, tưởng an trụ đại bi, tưởng lợi ích chúng sinh, khai thị chúng sinh an ổn chánh đạo, kiến lập phước trí tràng đại quang minh, chứng được giải thoát không nghĩ bàn, trụ nơi giải thoát nhất thiết trí, đến bờ giải thoát bên kia của chư Phật. Học môn phương tiện giải thoát không nghĩ bàn đã được thành tựu vào môn pháp giới khác biệt, chẳng có tán loạn, nơi bất khả thuyết tam muội phổ hiền du hí tự tại, trụ nơi trí huệ sư tử phấn tấn, tâm ý vô ngại. Cả vị Phật tử, vị đại Bồ Tát này đắc được trí huệ như vậy, chứng được pháp môn như vậy, đối với pháp này, suy xét chứng được trí huệ, thấy rõ, đắc được thần lực không thể nghĩ bàn, trụ nơi cảnh giới không thể nghĩ bàn, hiện ra thần biến không thể nghĩ bàn, sinh khởi thần thông không thể nghĩ bàn, thường thường an trụ tâm đại bi, luôn luôn lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề, thường thường khai thị tất cả chúng sinh, an ổn trụ nơi bồ đề chánh đạo, kiến lập phước trí tràng đại quang minh, chứng được giải thoát không nghĩ bàn, trụ nơi giải thoát nhất thiết trí, đến được bờ giải thoát bên kia của tất cả chư Phật. Học tập môn phương tiện giải thoát không nghĩ bàn đã được thành tựu và môn pháp giới hít khác biệt. Pháp môn tùy rất nhiều nhưng chẳng có tán loạn. Đối với bất khả thuyết tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền, nhậm vận du hí tự tại, trụ nơi trí huệ sư tử phấn tấn, tâm ý đều không có sự chướng ngại. Tâm Bồ Tát thường trụ nơi 10 đại pháp tạng. Những gì là 10? Đó là trụ vào sự nghĩ nhớ tất cả chư Phật, trụ vào sự nghĩ nhớ tất cả Phật Pháp, trụ nơi đại bi điều phục tất cả chúng sinh, trụ nơi trí huệ không nghĩ bàn thì hiện cõi nước thanh tịnh, trụ nơi quyết định dài và sâu cảnh giới của chư Phật, trụ nơi tướng bồ đề bình đẳng của tất cả chư Phật quá khứ vị la hiện tại, trụ nơi bờ mé không chướng ngại không chấp trước, trụ nơi tất cả pháp tánh vô tướng, trụ nơi căn lành bình đẳng của tất cả chư Phật quá khứ vị la hiện tại, trụ nơi trí tên đạo thân miệng ý pháp giới không khác biệt của tất cả Như Lai quá khứ vị la hiện tại, trụ vào sát na tế quan sát tất cả chư Phật ba đời thọ sinh xuất gia đến đạo tràng thành chánh giác chuyển pháp luân vào niết bàn. Vị đại Bồ Tát này, tâm của ngài thường trụ ở trong 10 đại pháp tạng. Những gì là 10 đại pháp tạng? Đó là: 1. Thường trụ nghĩ nhớ danh hiệu của tất cả 10 phương chư Phật. 2. Thường trụ nghĩ nhớ pháp của tất cả 10 phương chư Phật. 3. Thường trụ tâm đại bi để điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. 4. Thường trụ trí huệ thị hiện cõi nước thanh tịnh không thể nghĩ bàn. 5. Thường trụ quyết định dài vào sâu cảnh giới của tất cả chư Phật. 6. Thường trụ tướng bồ đề bình đẳng của tất cả chư Phật, đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. 7. Thường trụ nơi bờ mé không chướng ngại, không chấp trước. 8. Thường trụ nơi tất cả pháp vô tánh, vô tướng. 9. Thường trụ nơi căn lành bình đẳng của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. 10. Thường trụ nơi trí tiên đạo, thân miệng ý, pháp giới không khác biệt của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Hoàn toàn vào sát na tế, quan sát tất cả chư Phật ba đời thọ sinh xuất gia đến đạo tràng thành chánh giác truyền pháp luân và niết bàn. Phật tử, 10 đại pháp tạng này rộng lớn vô lượng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả thuyết, vô cùng tận, khó nhẫn thọ, tất cả trí huệ thế gian không thể xưng tán tường thuật hết được. Các vị Phật tử, 10 đại pháp tạng này rộng lớn vô lượng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả thuyết, vô cùng tận, khó nhẫn thọ, hết thảy tất cả trí huệ thế gian không cách chi tán thán khen ngợi tường thuật hết được. Phật tử, đại Bồ Tát này đã đến được bờ bên kia các hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, chứng được pháp thanh tịnh, trí lực rộng lớn, khai thị chúng sinh vô lượng căn lành, tăng trưởng tất cả thế lực của Bồ Tát, trong khoảng niệm niệm đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát, thành tựu tất cả các hạnh của Bồ Tát, đắc được pháp Đà La Ni của tất cả chư Phật, thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói, tùy thường an trụ chân như thật tế, mà tùy thuận tất cả lời nói của Thế Tổ, thì hiện điều phục tất cả chúng sinh. Tại sao? Vì đại Bồ Tát trụ tam muội này pháp như vậy. Các vị Phật tử, vị đại Bồ Tát này đã đến được bờ bên kia tất cả các hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, chứng được pháp thanh tịnh, trí lực rộng lớn vô biên,
khai thị tất cả chúng sinh đắc được vô lượng căn lành, tăng trưởng tất cả oai đức thế lực của Bồ Tát tu trong khoảng mỗi một niệm, đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát tu, thành tựu hết thảy tất cả hạnh của Bồ Tát, đắc được pháp Đà La Ni của tất cả chư Phật, thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói, tùy thường an trụ ở trong chân như thật tế mà có thể tùy thuận tất cả lời nói của Thế Tổng, thì hiện điều phục tất cả chúng sinh ca cường. Tại sao? Vì khi Đại Bồ Tát trụ nơi Tam Muội Vô Ngại Luân, cho nên pháp như vậy. Phật tử Đại Bồ Tát nhờ Tam Muội này mà đắc được trí rộng lớn của tất cả chư Phật, được biện tài tự tại khéo nói tất cả pháp rộng lớn, được pháp vô úy thanh tịnh thù thắng nhất trong tất cả thế gian, được trí huệ và tất cả Tam Muội, được phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát, được môn quang minh của tất cả các pháp, đến được bờ bên kia an ổn tất cả thế gian pháp, biết tất cả chúng sinh thời phi thời, chiếu mười phương thế giới tất cả mọi nơi, khiến cho tất cả chúng sinh được thắng trí, làm vô thượng sư của tất cả thế gian, an trụ nơi tất cả các công đức, khai thị cho tất cả chúng sinh tam muội thanh tịnh, khiến cho họ vào trí huệ tối thượng. Tại sao? Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nhờ trụ vào tam muội này mà đắc được mười thứ cảnh giới. Những gì là mười? Một, đắc được hết thảy trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật. Hai, đắc được phương tiện khéo léo, biện tài vô ngại nhậm vận tự tại để nói tất cả Phật pháp rộng lớn. Ba, đắc được pháp vô úy thanh tịnh thù thắng nhất trong tất cả thế gian. Bốn, đắc được trí huệ vào tất cả tam muội. Năm, đắc được pháp môn có đủ phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát. Sáu, đắc được môn quang minh của tất cả các pháp. Bảy, đến được bờ bên kia an ổn tất cả thế gian pháp. Tám, biết tất cả chúng sinh thời phi thời. Chín, chiếu mười phương thế giới tất cả mọi nơi, khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ thủ thắng. Mười, làm vô thượng sư của tất cả thế gian, an trụ nơi tất cả các công đức, khai thị cho tất cả chúng sinh đắc được tam muội thanh tịnh, khiến cho họ vào trí huệ tối thượng. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát tu hành như vậy thì lợi ích chúng sinh tăng trưởng đại bi, gần gũi thiện tri thức, thấy được tất cả chư Phật, thấu rõ tất cả các pháp, đến được tất cả cõi Phật, vào được tất cả phương và tất cả thế gian, ngộ tất cả pháp tánh bình đẳng, biết tất cả chư Phật tánh bình đẳng, trụ nhất thiết trí tánh bình đẳng. Đại Bồ Tát tu hành tất cả Bồ Tát đạo như vậy thì có 10 thứ cảnh giới. Những gì là 10? Đó là 1. Hay lợi ích tất cả chúng sinh. 2. Hay tăng trưởng đại bi. 3. Hay gần gũi thiện tri thức. 4. Hay thấy được tất cả chư Phật. 5. Hay thấu rõ tất cả Phật pháp. 6. Hay đến được tất cả cõi nước chư Phật. 7. Hay vào tất cả địa phương. 8. Hay vào tất cả thế gian. 9. Hay ngộ tánh bình đẳng của tất cả pháp. 10. Hay biết tánh bình đẳng của tất cả chư Phật thì trụ nhất thiết trí tánh bình đẳng.